lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làng gió đưa mặn mùa, lời ru mắng mắng em như sao diêu dập dờ. Mẹ, tiếng mẹ thiêng liêng ấm áp biết nhường nào. Nhắc đến mẹ, lòng chúng con đau như cắt. Vâng, đến giờ này chúng con mới cảm nhận được tình mẹ bao la, rộng lớn như thế nào. Mẹ là nguồn an ủi, chia sẻ và động viên chúng con trong suốt chặng đường khôn lớn. Giờ này mẹ đã đi xa, chúng con không thể nào hiểu được nơi xa đó mẹ sẽ như thế nào. Những ngày cuối tuần chúng con thường về thăm mẹ, nhưng giờ đây, đến ngày đó, chúng con lại co ro, sợ sệt một cái gì đó mà không sao hình dung được. Mẹ ơi, mẹ, giờ này mẹ ở nơi đâu? Mẹ có linh thiêng hãy xin phù hộ, độ trì giúp chúng con tự tin và vững vàng với cuộc sống hiện tại mẹ nhé. Cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con trên cuộc đời này, yêu thương con thật nhiều. Tình yêu thương mẹ dành cho con chẳng thể nào diễn tả nổi. Con quá vô tâm, chỉ biết đón nhận tình cảm yêu thương của mẹ mà chẳng hề biết đáp trả, chỉ biết giữ khăng khăng cho riêng mình. Ca dao có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhưng đối với riêng con thì đứng trước tình cha, Thái Sơn cũng mọn hèn, và nước Thái Bình Dương có bao la cũng không đong đầy bằng tình mẹ. Gia đình mình lắm khó khăn, một mình mẹ chống chèo, lo toan tất cả. Ấy thế mà chưa một lần mẹ để con chịu khổ. Mẹ hiểu con hơn cả bản thân con. Thế nhưng đã có lần chúng con làm mẹ buồn, lo lắng. Con đi xa, mẹ dặn con đi chậm. Đến trường rồi thì nhớ điện về cho mẹ. Chúng con uống rượu nhiều, mẹ sợ quá, thế rồi thành nghiện thì sao? Con gái lấy chồng, mẹ khuyên phải làm tròn bổn phận, yêu chồng, thương con và hiếu thảo với bố mẹ chồng. Ngày chúng con còn nhỏ, mẹ luôn cố gắng cho chúng con những món ăn chúng con ưa thích. Mẹ cứ nhường hết cho con và bảo không thích món này, nào là món này khó ăn, mẹ không ăn được. Rồi thì mẹ thích ăn cơm ngô, cơm sắn. Cháu nấu một nồi mẹ ăn, thế để thay cơm. Con dại dột vô tâm nên cứ nghe lời mẹ nói là thật và cứ thế ăn ngon lành. Giờ thì con đã khôn lớn, mẹ vẫn vậy, luôn đánh lừa con đến nỗi nhiều hôm con phải to tiếng với mẹ: mẹ ơi, cho con, cho chúng con xin lỗi mẹ. Mẹ lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình, đến nỗi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Hết năm này rồi qua năm khác, mẹ chẳng dám may một bộ đồ. Đôi dép hư mẹ cố đi mãi. Tất cả đều mẹ làm để tiết kiệm nuôi chúng con khôn lớn trưởng thành. Mẹ keo kiệt quá mức với bản thân, nhưng lại quá hào phóng với chúng con. Mẹ luôn dành cho chúng con những cái gì tốt nhất. Vì chúng con, mẹ sẵn sàng mua những thứ quý giá mà chưa bao giờ mẹ dám nếm thử, sẵn sàng làm không công cho con chúng con mặc trời nóng gắt, sẵn sàng làm không công cho chúng con mặc trời nóng gắt hay lạnh giá, mặc cho mình đang đau ốm bệnh tật. Vì chúng con, mẹ luôn phải kìm nén bực tức, mặc cho người ta nói rằng hành động ác ý. Mẹ ơi, chúng con thật không muốn làm như thế đâu.
vì ông trời bất công đối với Sử, vì ông trời lại bất công đối xử với mẹ của chúng con thế thế đấy. Tôi hạnh phúc, tôi tự tin, tôi bản lĩnh. Mẹ ơi, chúng con thật sự không muốn như thế đâu, vì ông trời lại bất công đối với Sử với mẹ của chúng con như thế này. Nhưng tưởng hưởng thọ trăm năm, 74 tuổi mẹ về cõi tiên. Mẹ ơi, mẹ ở nơi đâu? Hồn thiêng chứng giám bao lời tiếc thương. Can thường nghĩa trọng, mẹ ra đi, con cháu thừa. Chưa thỏa lòng dưỡng đáp, mẫu tự tình thân. Cây muôn lặng, mà gió nào đâu ngừng trễ. Mẹ ơi, sinh ký tử quy, một đời cha mẹ cũng vì chúng con. Dù cho bể cạn đá mòn, công cha nghĩa mẹ chúng con tạc lòng. Nhà này là được cả đâu lần đít. Ngày còn đâu mà được cả rửa đít đấy. Rửa đít này. Đã bên ngày này ăn uống nó ỉa hai lần rồi. Một công đôi việc à. Mẹ ơi, mẹ đi đâu? Tiếng gọi đầu đời trên đôi môi trẻ thơ, và rồi sẽ ở lại mãi trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Bởi vì tình yêu nào thì cũng có thể đổi thay, mà chỉ riêng tình mẹ thì sắt son vĩnh cửu. Ngọt ngào tiếng mẹ bên tai, vỗ về giấc ngủ đêm dài lạnh sương. Cha ơi, hai tiếng yêu thương, lời ru như gió đại dương thổi vào. Thi sĩ Bàng Bá Lân viết những lời chân chất ấy cũng chỉ mới nói lên được một phần nào tình yêu bao la của người mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam. Cùng cái ý ấy, Hải Huyền Chi giải bày sâu xa hơn cái tâm tình của người con khi hiểu được lòng mẹ. Biển sâu lòng mẹ sâu hơn, cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên, cuống nhau liền với cuống tim, cách chi con mẹ báo đền công ơn. Một trăm năm suốt cuộc đời, mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút mẹ lâm bệnh, mẹ đã mau chân đến cuộc đời. Con tưởng mẹ chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Mẹ ơi, mẹ đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ mẹ, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Mẹ dạy chúng con cùng con cháu, còn đâu tâm sự nữa mẹ ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nhiêu. Từ nay con biết tìm đâu tìm, chỉ thấy hương bao niềm tình thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng con xin cảm ơn mẹ. Mẹ đã chịu nhiều cay đắng để có ngày nay. Chúng con được cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Mẹ ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn. Vì thế mẹ, tóc đã bạc, chân đã chậm. Mẹ ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một mắt cả đàn con, mẹ vất vả tảo tần, góp gom từng hạt gạo ngọt soi để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho chúng con thực sự thành người. Mẹ ơi, mỗi năm một tuổi quang vinh, mái đầu trắng biếc bước đi lưng còng. Mẹ ơi, con tạp trong lòng gian chuyên tất cả, mẹ đơn sáng kỳ. Con gọt lòng con thờ mẹ kính trao, nguyện tròn chữ hiếu mấy là đạo con ngôi. Con đi là con là bác ơi.
mẹ ơi, còn mẹ mẹ xem đã cũng như hoan. Các con là con rể mẹ vẫn xem như là con sinh. Mẹ ơi, xem như mẹ mình à. Chia buồn cùng tang quyến. 7. Đoàn đại biểu Đảng ủy Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội do đồng chí Trung tá Tạ Như Tùng, Tham mưu trưởng Trung đoàn làm trưởng đoàn vào viếng. Một mặc niệm bắt đầu. Đoàn đại biểu Đài Truyền thanh các xã, phường, thị xã Sơn Tây vào viếng. Ban tang lễ và gia đình xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cổ Lô do ông Phùng Mai Hồng, Hội đồng nhân dân Hà Nội do Thượng tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Chính ủy Sư đoàn làm trưởng đoàn vào viếng. Hà Bình, Công Quân, Điện Biên, Thông Gia, Vũ Bàng, Phương Thành, Bảo Việt. Xin trân trọng kính mời cháu Phương, cháu Phượng và cháu Hương vào. Và tình và niên thông gia với bà Xuân Diệu vào viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu Hội đồng Hương núi Tản Sư đoàn 312 do Nguyễn Thái Học làm trưởng đoàn vào viếng. Trọng cảm ơn đoàn, xin mời đoàn ra bàn uống nước và chia buồn cùng tang quyến và gia đình. Xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Oai do đồng chí Thượng tá Doãn Viết Sơn chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn vào kinh viện. Mời đoàn ra hàng. Mời đoàn đại biểu Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Cát Thượng, huyện Ba Vì do đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hồng, Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng đoàn vào kinh viện. Xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Quan do đồng chí Đặng Quyết Thắng, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã làm trưởng đoàn vào trực diện. Ban thân lễ và gia đình xin trân trọng cảm ơn đoàn. Gia đình xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy tiểu đoàn 10 trường sĩ quan lục quân 1 do đồng chí trung tá Vũ Văn Tuấn, phó tiểu đoàn trưởng làm trưởng đoàn vào tình niệm. Tôi đi về tham viếng vâng thì chân trọng kính mời. Chân trọng kính mời có các cháu em của anh Nga Việt Huệ có đi về tham viếng thì chân trọng kính mời. Các bạn đến gia đình xin trân trọng kính mời có đến đến thăm của gia đình chiến trường Sơn Lâm Bản Hưng tới đến viếng thăm viếng xin trân trọng kính mời. Vâng, và bạn đến đây là đến có đến đến thăm của ban chỉ huy quân quân sự quận Tây Hồ do đồng chí thượng tá Phạm Thanh Cương thì huy trưởng đoàn trưởng đoàn các anh chị tham viếng xin được đoàn rút mặt đẹp xin được bắt đầu. Của gia đình ông Ngọc Thông Gia Cung và Tiến Mai các anh chị tham viếng của họ xin được đọc kính mời. Thủy Tuất Quyên Lượng Thông Gia gia đình thu tiền lê kỳ về thăm viếng xin trân trọng kính mời. Kính mời đoàn đại biểu trung tâm phát triển dữ liệu huyện Thái Bình do ông Quốc Trịnh làm trưởng đoàn vào tình viếng. Xin trân trọng giới thiệu cô lên viếng của tập thể lớp 12G bạn Huệ Thiện, con rể U Vong có lễ nghi về thăm viếng xin trân trọng kính mời. Thưa thân chủ phủ gia quyến, được tin cùng bao ngày 50 về cùng tiên tổ, chúng tôi thay mặt cho anh chị em cùng với học với bạn Thiên lớp 12D liên khóa 9295 có cỏ hoa và nến hương thơm đến để tiễn biệt cụ Vong về nơi tiên cảnh. Cầu chúc cho cụ Vong sớm được siêu sinh tịnh độ, phù hộ trì cho con cháu
và bà con sông Cố được bình an hạnh phúc. Để tưởng nhớ đến hương hồn cụ Vong, xin đoàn chúng ta dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng,
cổ xưa thường nói, cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng cực của mẹ không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên mẹ muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với mẹ đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho con cháu xanh, tóc bạc đi vì lo nghĩ cho các cháu các con ở bốn phương trời góc biển. Mẹ vất vả trọn đời. Ngày nào tóc mẹ còn xanh, xanh như lá cỏ, như cành hoa tươi, mà nay đã bạc phơ rồi, đôi mắt mẹ cười rạng rỡ lòng con. Hưởng như thế, biết như vậy, hôm nay chúng con quỳ bên mẹ, chúng con cầu mong sự tha thứ của mẹ cho những đứa con vì cuộc sống sinh nhai không được nâng đức mẹ khi mẹ đang ở tuổi thất thập cổ lai hy. Chúng con xin hứa với mẹ, dưới mái nhà này đây, khi không còn mẹ, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước vọng của mẹ và không để người đời chê trách. Việc nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp là việc chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Rất xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với mẹ kịp thời khi mẹ cần. Tấm lòng trời biển của mẹ hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con. Mẹ ơi, chúng con xin hứa với mẹ rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của mẹ, và mẹ sẽ là người mẹ bất tử của chúng con. Cuộc đời mẹ thấm gió xưa, để mãi mãi là vị hương ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này ví tựa vì sao trên trời. Các cụ xưa thường nói, cha sinh mẹ dưỡng, công lao dưỡng từ của mẹ không sao kể xiết. Hôm nay họp mặt ở đây, chúng con quỳ bên mẹ muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với mẹ đã cho chúng con hôm nay và mai sau. Tóc bạc đi cho con cháu xanh, tóc bạc đi vì lo nghĩ cho các cháu các con ở bốn phương trời góc biển. Mẹ vất vả trọn đời. Ngày nào tóc mẹ còn xanh, xanh như lá cỏ, như cành hoa tươi, mà nay đã bạc phơ rồi, đôi mắt mẹ cười rạng rỡ lòng con. Hưởng như thế, biết như vậy, hôm nay chúng con quỳ bên mẹ, chúng con cầu mong sự tha thứ của mẹ cho những đứa con vì cuộc sống sinh nhai không được nâng đức mẹ khi mẹ đang ở tuổi thất thập cổ lai hy. Chúng con xin hứa với mẹ, dưới mái nhà này đây, khi không còn mẹ, chúng con sẽ gắng làm tất cả những ước vọng của mẹ và không để người đời chê trách. Việc nhớ đến công sinh thành để lo báo đáp là việc chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Rất xót xa và ân hận cho mỗi người con chưa đến với mẹ kịp thời khi mẹ cần. Tấm lòng trời biển của mẹ hãy mở lòng nhân từ tha thứ cho chúng con. Mẹ ơi, chúng con xin hứa với mẹ rằng chúng con sẽ sống xứng đáng là người con của mẹ, và mẹ sẽ là người mẹ bất tử của chúng con. Cuộc đời mẹ thấm gió xưa, để mãi mãi là vị hương ngọt ngào.
công này ví tựa non cao, ơn này ví tựa vì sao trên trời. Xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu cụm thi đua số 8 huyện Ba Vì do đồng chí Đào Chí Năng, phó giám đốc trung tâm chăm sóc người tâm thần số 1 làm trưởng đoàn vào kính viếng. Đoàn đại biểu chi hội cựu chiến binh thôn Quang Sau vào kinh viếng. Kính thưa hương hồn bà cùng thị lộc, kính thưa đại gia đình tam quyến, bà cùng thị lộc không may mắc phải căn bệnh, bà đã được chồng con cháu chắt anh em nội ngoại cùng các y bác sĩ ở các bệnh viện tận tình cứu chữa. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, bà đã chút hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Chúng tôi đại diện cho 51 hội viên hội cựu chiến binh chi hội thôn Quang Sau về đây để chia buồn cùng đại gia đình tam quyến, thắp cho bà một nén nhang thơm, cầu chúc cho bà sớm được siêu sinh tịnh độ về với đất Phật an giấc ngàn thu, phù độ trì cho gia đình thôn xóm luôn được bình an. Để tỏ lòng thương tiếc, bà xin một phút mặc niệm. Quên mặc niệm bắt đầu. Vào tinh viên thay mặt khu dân cư tự quản diễn nốt vào tinh viên. Thưa hội cùng con, kính thưa đại gia đình tam quyến, chúng tôi đại diện cho bà con nhân dân khu dân cư diễn nốt vô cùng xúc động và thương tiếc được tin cụ do tuổi cao bệnh nặng từ giã cõi trần về với tổ tiên. Thay mặt cho bà con nhân dân ở khu dân cư tự quản Tân Lốt, xin gửi tới đại gia đình tam quyến lời chia buồn thông cảm sâu sắc, cầu mong cho linh hồn cụ về với cõi vĩnh hằng án giấc ngàn thu được an lành thanh thản. Một anh em của Dung Nhâm do đồng chí Thảo làm trưởng đoàn vào kinh viếng. Thay mặt dân hội Lãng Diều của cháu Huệ Thiện, cháu Toàn Đức Hải vào kinh viếng. Kính mời Lãng Diều Nhánh Dũng vào kinh viếng. Mời gia đình cháu Phương ở Trung Sơn Trầm, bạn của cháu Long, cháu nhà ngoại của Dung Nhâm vào kinh viện, lớp cấp 2 Sơn Đông, bạn của Huệ vào kinh viện. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn đoàn, xin mời đoàn ra bàn uống nước chia buồn cùng tam quyến. Đoàn đại biểu ban công tác mặt trận thôn Phong Sau, hội người cao tuổi do Đỗ Văn Nhung làm trưởng đoàn vào kinh viện. Vũ vào kinh viện. Chia buồn cùng các quyền. Xin trân trọng kính mời hội xóm khu ba của ông Điệp thôn Quang Sau vào kinh viện.
trân trọng giới thiệu với lên viếng của các cháu là cháu Tiến, cháu Đô, cháu Hải Tổng, cháu Vinh, cháu Tịnh, cháu Hưng, cháu Hòa, cháu Yên. Các đoàn trở lại bàn trà sẽ quan ông Thường, ông Luân, ông Hồng ở La Giáng, ông Toàn và lên viếng xin được kính mời. Mời các cụ công, các bà, các bác, các anh, các chị trở lại. Cháu Thành Hiếu, em Đông, bạn của Thiện và Lê Biến xin được kính mời. Cháu Sơn, cháu Anh Tuấn, cháu Tuấn Bộ và Lê Biến xin mời. Biến của gia đình các cháu là Láng Giềng ở Hà Bắc và Lê Biến xin mời. Trả lời giới thiệu và lên viếng tập thể lớp A 8 ở Cùng Thiện và lên viếng xin được kính mời. Lên viếng xong mời đoàn trở lại bàn. Lên viếng xong để đón ông trở lại bàn trà sẽ giúp buồn tâm gia quyến gia đình xin các cháu là cháu Thảo, cháu Hồng, cháu Sang, cháu Lan. Lê Biến xong mời các bà trở lại bàn trà. Học cấp 2 của con Hưng và Lê Biến xin mời. Trân trọng giới thiệu có Lê Biến của gia đình nữ tỷ Đa Bê và Lê Biến xin được kính mời bà. Gia đình trân trọng giới thiệu có Lê Biến câu lạc bộ cựu quân nhân xóm Đình, cháu Kim Bắc, Láng Giềng, Hà Bắc và Lê Biến, xe lam, xe điện ở chùa Khai Nguyên dẫn tới vào Lê Biến. Láng Giềng, Thiện Huệ và Lê Biến xin mời. A 4 ở Xuân Khanh, bạn của con Nhâm dẫn tới vào Lê Biến. Lê Biến xong mời đoàn Hồng Hải, Trung Giang, em của Kiên. Xin mời Lê Biến hồi bạn gái ở công cây đa, cháu Hương Minh, bạn của con Huệ, con Hà và Lê Biến xin được trở lại bàn. Cháu Hà Ánh, cháu Hoan Đặng là Láng Giềng của Dũng và Lê Biến xin mời. Lên sang thay lời giới thiệu của Lê Biến của Hồng Hoa ở xóm Đậu của Lê Nghi về thăm viếng xin trân trọng kính mời. Lê Biến của hội đồng niên 78 thôn cây đa, bạn Kiên của Lê Nghi về thăm viếng xin trân trọng kính mời. Bài hát xong thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Hai bạn của con Thiên và Lê Biến xin mời. Cấp 2 ở Sơn Đông và Lê Biến xin mời. Lê Biến xong rồi đoàn trẻ bà trà sẽ đứng buồn ra gia quyến gia đình xin các hội xây dựng bạn của con Hải và Lê Biến xin mời. Của con Hương Kiên và Lê Biến xin mời. Hội bạn của vợ chồng con Thiện Huệ, con Yên Hương. Lê Biến xong mời đoàn trở lại bàn trước. Hội bạn gái của con Diệu, Tôn Đại Trung và Lê Biến xin mời. Lê Biến xong mời đoàn. Mời đoàn đại biểu ban chỉ huy quân sự xã Sơn Đông công tác cùng bác Hải Quan Thiện Kiên và Nguyễn Ngọc Kiên làm trưởng đoàn vào. Thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn đoàn. Xin mời đoàn. Tiếng của các cháu hội đồng liên thôn Đình bàn của Lê Biến xong mời đoàn trở lại bàn trà sẽ nước. Tiếp theo Lê Biến xin mời Lê Biến hội bàn của con Kiên và Lê Biến xin mời. Lê Biến xong mời đoàn trở lại bàn trà sẽ nước buồn tăng gia quyến gia đình xin các cháu hội trai gái ở Tân Phú bạn của con Kiên Hường và Lê Biến xin mời.
Lê Viễn xong mời bàn trẻ lễ cho các cháu con của mẹ Loan Chính và Lê Viễn, xin mời. Tổ chức lễ tang và gia đình trân trọng giới thiệu và lễ viếng hội cựu chiến binh xã Sơn Đông. Dẫn lễ vào kinh viếng xin được chúc của ông Cường Xuân. Dẫn lễ vào kinh viếng. Nhà bé xong đây mời. Cường Hằng. Dẫn lễ vào kinh viếng cô xin mời. Nhà bé xong đây của gia đình Dung Tú ở La Giáng, bạn của Hà Bắc và lễ viếng cháu hội bạn lớp của con Hải Diệu, dân lễ vào kinh viếng xin mời. Để lớp 9A bạn của con Nhâm, dân lễ vào kinh viếng. Tiếp theo thì xin mời lễ viếng của các cháu tập thể lớp 9C bạn của con Hương Kiên. Xin chân thành cảm ơn đón đoàn đến trở lại bàn trà xe nước thì một tăng gia quyến. Tiếp theo Lê Viễn xin mời Lê Viễn của hội đồng viên ở xóm Lăng, bạn của con Kiên, dẫn lấy vào kinh viên cô xin mời. Lê Viễn xong mời các bác trở lại bàn trà xe nước thì một tăng gia quyến gia đình xin cảm ơn. Em Vinh Thắm, Hải Thổ, Hoạt Nhung và Lê Viễn xin mời. Lớp 8E bạn bổ dũng con nhà về kinh kiến trân trọng kính mời. Và lớp xong thay đổi cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Để xin trân trọng giới thiệu con Lê Viễn của hội chị em bạn của Dịu với lễ nghi về thăm viếng xin chân thành. Giới thiệu với lễ viếng của cháu Sơn Khanh, anh chị em bên ngoài thực hiện với lễ. Thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Giới thiệu của lễ viếng của hội đồng ngũ 1998 của Kiên Hường có lễ nghi về thăm viếng. Và lễ xong thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Và lễ xong thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Viếng của cháu Sự có lễ nghi về thăm viếng xin trân trọng kính mời. Các em bên đội con linh nhang về kính kiến trân trọng kính. Vâng, lấy đây đã xong gia đình trên cảm ơn mời toàn viên ra bàn xin nước chỉ còn cùng tăng quyến. Thank you.
máu đông. Khi khắp thơ gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nhớ người quay mong không mong đầy tình mẹ, mây trời đồng đồng chẳng khổ kiếm công cha. Phật bảo sớm hôm mẹ ôi các con khôn ngân, đêm già con thân gầy mẹ che chở đời con. Mẹ ơi, mẹ ơi, đêm hôm nay đây các con tưởng như đêm công đức của mẹ, các con nguyện hát vang mãi lời ca mãi bản tình ca. Lòng mẹ ấm áp hương đời, we
để mời tất cả. Làng xôn ngõ gần xa,
cạnh mẹ con mình, xa cách đường. Chắc chắn là cụ nói được hết cả rồi, cụ ơi. Con vượt là vượt như thế nào? Ai đi xem thuyền là xem bằng nước bao giờ à, cụ? Đấy đấy, giả như giáo có ai đang nói ngược, nên chẳng có được lần nào. Phải rồi, cụ nói ngược với con cháu chưa đứng lúc nào là đúng rồi đấy cô ạ. Ừ, vậy thì và các con các cháu thì thật con đâu hết cả rồi. Cả nhau nó vẫn gửi ra giả năm 70 tiền đỏ để sẽ tôi còn được mấy tiền ngôi xuân. Ừ, phải rồi. Thôi lại là như em ơi. Làm sao đấy cô? Ngày ra đến sáng tôi có phải xưng danh không thấy hổ. Quên nói cô ấy cũng mà không xưng danh thì con cháu cũng biết cụ là ai đâu. Con người nó đồng tiền nó có số mà con người nó có tên cụ ạ. Mà con xưng danh xưng giá nó lên con người này cụ ơi. Như tôi này mà tôi cũng xảo công. À xảo công. Cứ ngày ngày gặp chợ nước sông. Công ca đang trẻ nhỏ áo lông non vui thú. À phải rồi. Ông này thường thì dăm ba chén rượu con cũng đủ. Bắt con mươn con áo con nhầu. À con mươn con áo con nhầu. Ông Phật bà có ban cho tôi một chiếc thuyền rồng. À hôm nay ra bến có khách tụ bà hay khách tụ ông gọi sãi tôi thế rồi. À cô ơi hôm nay có khách tụ bà đấy nhưng mà cô ơi bây giờ để sãi tôi chuyển danh. Các con cháu cũng được đâu hết cả rồi. À, con trai trưởng Đào Tuấn Hải, con trai thứ hai giàu lắm của Đào Tuấn Hưng. À đấy, con trai trưởng là Đào Tuấn Hải. À, phải rồi. Đấy thôi. Con trai thứ hai là Đào Tuấn Hưng, con trai thứ ba là Đào Tuấn Dũng đấy của. Đấy đấy thôi thì bác nào các con trai trưởng là con trai Hải của cụ công rồi nhỉ đấy. Chúng ta thôi thì đầu chạy mình hơi nghĩ rồi. Thế còn con dâu trưởng của cụ Nguyễn Thị Diệu ơi, con dâu thứ Nguyễn Thị Phượng, con dâu Nguyễn Thị Nhâm đi đâu ấy, cụ xem mời chỗ nào. Đấy, đấy, thôi thì các con các cháu hôm nay là chuyến đò cuối cùng rồi. À. Các con các cháu lên ăn ở cho hết lành, hết tào. Còn ngồi ở đâu đấy, cụ xem mời chỗ nào. Đấy, đấy, đâu rồi, bà con gái đâu hết cả rồi. Ba người con gái của cụ đấy. Bảo nhau ra giả tiền đò. Con gái trưởng là con gái Đào Thị Hà đấy, bảo hôm nay ra tiền đò đưa mẹ đi chùa Đào Thị Huệ, Đào Thị Hương của mẹ đấy của ba con trai đến bà con dâu à đấy, bà con gái đây đấy cũng ông cũng ra giả tiền đò cho cụ bà rồi. Thế thì các con các cháu của cụ thì ngồi cũng ngồi ở đâu bảo nhau ra giả tiền đò. À, con nóc đích tôn của cụ đâu rồi nhỉ? À, cháu Đào Minh Long ra tiền đò rồi, à. Đào Minh Ánh như cụ xem ở chỗ nào, Đào Minh Ánh, Đào Minh Ánh nữa. Đấy là cháu Đào Minh Ánh nữa. À, Đào Minh Ánh nữa đấy cụ ạ. Các con, các cháu của cụ là đông, rất nhiều những người lên thì chẳng là sáng tôi đưa các con mồn về bên kia Tây Trúc. Ở cái bến này thì cũng khá là nhiều. Phải rồi. Ở tuyển đò thì xưa nay có giá. À, giá là bao nhiêu ạ cụ? Ở bất kỳ khách quê hay là khách nào, cũng tính từ các con trai gái trẻ dâu trên đầu tam khăn trở cụ. À. Cùng là các ông các bà bên về nội ngoại. Cứ mỗi người ra giả cho sẵn tôi là 5 chục. Ôi trời, tưởng cái gì, cái tờ mắm tôm 5 chục thì đơn giản cụ ạ. Ở cứ thế mà ra nó chớ có bệnh ngài. Để sáng tôi còn đời đưa cụ về bên Tây Trúc được nhanh chóng. Nay tôi mừng. Mừng làm sao? Tôi mừng cho sông bằng nước nặng. Và lại thêm gió bắc trăng trong. Trăng trong mà đeo buồn nên thức gió ngâm phong nghìn để tay gái tôi đưa tủ con về tay chút đi rút mà sao tôi rút sao khoan khoan này mò khoan chờ chết tuyệt là ra khoan khoan này gió mò khoan không hay gió mắt khoan này mò khoan chân từ mà yêu mà duyên khoan khoan này.
hải hồ hoan quan là buồn mà suối đi vào quan mãn vô quan ở về tây là tiên quan hải hồ lên hát cho cụ Văn hát người thương. Kính thưa hương hồn cụ Văn, kính thưa ban tổ chức lễ tang,
đại diện cho lãnh đạo chi bộ đảng, chính quyền, đoàn thể của thôn Quang Sao. Kính thưa đại gia đình Tam Quyến cùng toàn thể Tam Trưởng, Bộ Phùng Thị Lập sinh ngày 13 tháng 2 năm 1951 trong một gia đình lao động thuần nông tại xóm Đa A, Thống Nhất, xã thôn Thống Nhất, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Lúc còn nhỏ, cụ ở với bố mẹ, được bố mẹ nuôi dưỡng cho đi học phổ thông và lao động nông nghiệp tại quê nhà. Tuổi trưởng thành năm 1968, cụ được tuyển vào học và làm công nhân tại nhà máy may Chiến Thắng, Hà Nội. Năm 1970, cụ chuyển về nhà máy may Hồng Hải, thị xã Sơn Tây. Đến năm 1984, cụ chuyển về hưởng chế độ mất sức lao động tại quê nhà cho tới nay. Kính thưa toàn thể Tam Trưởng, cũng chính thời gian tuổi thanh niên năm 1971, chị công nhân tại nhà máy Hồng Hải, cụ làm quen tìm hiểu kết duyên nên nghĩa vợ chồng với cụ ông Đào Mai Điệp. Cụ ông bấy giờ là người lính chiến, anh bộ đội cụ Hồ, người cùng làm. Nhà cụ ông là một gia đình có truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước, có nhiều cống hiến cho tổ quốc, cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Thời đất nước còn chiến tranh, kinh tế xã hội bao cấp, cả nước khó khăn, cụ vừa là chị công nhân lao động tích cực tiên tiến trong xưởng máy, vừa là người vợ đảm đang, người con dâu trưởng hiếu thảo, trách nhiệm với gia đình nội ngoại. Kết thúc cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cụ được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 2 và nhiều giấy khen trong lao động sản xuất của nhà máy. Hai cụ sống hạnh phúc bên nhau, sinh được 6 người con, gồm 3 con trai và 3 người con gái. Các con của cụ đến nay đều đã trưởng thành, lập gia đình, có đất và nhà riêng. Tất cả đều chăm lao động, luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, pháp luật nhà nước, quy định của địa phương. Bộ vinh dự có các con là cán bộ, đảng viên, viên chức nhà nước. Trong đó có một con trai, Đào Tuấn Hưng, là sĩ quan cao cấp trong quân đội, hiện đang đảm nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng huyện đội Ba Vì, quân khu thủ đô Hà Nội. Các cháu cả nội và ngoại cũng được 17 cháu, cùng với năm chắc ngoại, tất cả cháu chắc đều khỏe mạnh, chăm lao động, ngoan, đang đi học và làm kinh tế xây dựng trên quê hương cùng mọi miền tổ quốc. Đưa toàn thể Tam Trưởng, cụ Vong hôm nay là người sống có tình, có nghĩa với bà con anh em, nhân dân hàng xóm láng giềng ở thôn Đa A B trước đây và thôn Quang Sao, cùng hai khu dân cư Giếng Lốt và ngã ba Sơn Đông ngày nay. Trong lúc cuộc sống gia đình riêng đang vui vẻ, hạnh phúc, cùng xã hội đổi mới, phát triển đi lên về mọi mặt, không may cụ bị ngã, đột quỵ, căn bệnh hiểm của người cao tuổi thường gặp. Suốt gần 7 năm, được sự chăm sóc tận tình của bà con, anh chị em thân nhân trong gia đình, bà con hàng xóm láng giềng, các tổ chức chính trị xã hội thăm hỏi, động viên, các y bác sĩ của các bệnh viện, đặc biệt của ông, người chồng, người bạn đời, tình nghĩa, tình chung, ngày đêm tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi tác bệnh trọng không qua khỏi, cụ đã chút hơi thở cuối cùng từ giã cõi trần về với tổ tiên hồi 19 giờ 55 phút ngày 4 tháng 3
năm 2024, tức ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Thìn, hưởng thọ 74 tuổi. Kính thưa hương hồn, cụ Văn. Cụ Văn hôm nay, một thế hệ sinh ra, lớn lên, trưởng thành, cống hiến, đồng hành cùng quê hương dân tộc trong một giai đoạn lịch sử đất nước gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh đầy gian lao, anh dũng, tự hào. Cụ xứng đáng là lớp người cây cao, bóng cả của xã hội, người con, người vợ, người mẹ, người bà, người phụ đáng tình yêu trong gia đình. Thay mặt cho 193 hội viên người cao tuổi, ban tổ chức lễ tang và nhân dân thôn Quang Sau xin gửi tới đại gia đình Tam Tiến lời chia buồn, thông cảm sâu sắc, cầu chúc các con linh hồn cụ về với cõi vĩnh hằng an rất là thư, được yên lành, thanh thản, phù hộ cho gia đình, quê hương, thôn xóm. Thương tiếc, vĩnh biệt cụ, sau đây xin tất cả chúng ta để một phút mặc niệm. Kính thưa ban tang lễ và nhân dân thôn Quang Sau, kính thưa các ông bà, cô dì, chú bác, anh em nội ngoại, anh chị em, bạn bè, xóm giềng, thân hữu gần xa, kính thưa các ông bà thông gia, liên gia, kính thưa ban nhạc hiếu cùng các chư vãi có mặt tại tang trường hôm nay. Chị, bà, cụ của gia đình chúng tôi là Phùng Thị Lập, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1951. Không may bị tai biến trong thời gian dài, bà luôn vật lộn với bệnh tật, mặc dù đã được chồng cùng các con, các cháu và anh chị em nội ngoại, bạn bè trông nom, thăm hỏi, động viên và được y bác sĩ các bệnh viện và gia đình tận tình cứu chữa. Nhưng do tuổi cao, sức yếu, bà không qua khỏi, bà đã ra đi mãi mãi, về với tổ tiên. Bà chút hơi thở cuối cùng vào hồi 19 giờ 55 phút ngày 4 tháng 3, tức ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn. Bà hưởng thọ 74 tuổi. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn với gia đình chúng tôi. Trong những ngày vừa qua, gia đình chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm, chia sẻ, chia buồn. Phần nào cũng vơi đi những đau thương mất mát, đặc biệt là trong buổi sáng hôm nay. Ban lễ tang thôn Quang Sau, họ hào tộc, nội tộc cùng anh em con cháu long trọng tổ chức lễ truy điệu và đưa tang cho bà Vong trong giờ phút trang nghiêm và trọng thể này. Không biết nói gì hơn, thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Vì, cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể huyện. Cảm ơn Đảng ủy, chỉ huy ban chỉ huy quân sự huyện Ba Vì,
cảm ơn đơn vị quân đội trên địa bàn huyện đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho gia đình tổ chức tang lễ cho bà Vong. Theo nguyện vọng của gia đình, xin chân thành cảm ơn ban tang lễ, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, nhân dân thôn Quang Sau đã thành lập ban lễ tang, tổ chức lễ tang truy điệu thật là trang trọng theo đúng nghi lễ của địa phương. Xin cảm ơn họ tộc Đào, ngoại tộc, anh chị em, bạn bè, nội ngoại gần xa, bà con lối xóm, các ông, các bà, thông gia, liên gia, cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài xã đã đến chia buồn tiễn đưa cụ Vong của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Mong cầu chúc cho bà ở suối Dưới Vàng yên tâm yên nghỉ an giấc ngàn thu. Trong lúc tan ra bối rối, không sao tránh khỏi những điều sơ suất, gia đình mong được thông cảm, niệm tình tha thứ. Sau khi đưa bà Vong của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Đồi Măng, xin trân trọng kính mời ban tang lễ cùng toàn thể các cụ ông, cụ bà, anh chị em có mặt trong tang lễ hôm nay về với gia đình ăn trầu, uống nước và chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn. Buổi lễ truy điệu đến đây kết thúc. Phần tiếp theo xin gửi lại đại gia đình, xin chân thành chia buồn cùng gia đình. Ra ngoài đây giao cho họ và các cháu nội, cháu ngoại của cụ vào trước di ảnh của cụ và bắt hương. Thank you.
Thank you.
cùng vòng một đỉnh đều sang hai bên này. Xin kính mời sân đình. Thương nhớ cụ, cỏ cây xào xạc. Á quên thỏ chứ, tiền tài. Cụ ơn, dù có phải lên tận trời trăng, hay xuống cùng đáy biển, để lấy phép chứa người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần việc mãi. Nhưng em ơn, sinh có hạn, tử bất kỳ. Trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Những nén hương thơm lần lượt được dâng lên cung kính, gửi khói hương bay cho hồn người chứng giám tấm lòng gia tộc cháu con. Đến với lễ tang cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng cụ nơi lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng một vùng quê dạo dực.
con tim. Trong đoàn người tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi như đang đi lên trời. Không khí vui mừng. Ngày nắng cho bác mãi đỡ buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ tiếng ru em đêm ngày hiền năm tháng chiến. Mẹ ơi, mẹ suốt một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì các con, mẹ thức trắng đêm trường, vì nội ngoại, mẹ hy sinh tất cả. Mẹ ơi, sao mẹ đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Mẹ ơi, lòng con đau như xé, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho mẹ những gian lao vất vả. Mẹ ơi, sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, con cách biệt
đâu được nhìn bóng mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Riêng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng mẹ. Mẹ ơi, con vụng chưa biết lễ, chút lòng thành khắp mẹ nén thương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ mẹ chỉ khóc thầm lặng lẽ. Mẹ ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm mẹ buồn rầu, ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng lượng thứ. Khóc mẹ con viết vần thơ máu, bởi cuộc chia ly quá bất ngờ. Nỗi đau còn mãi cùng năm tháng, chút xuống đầu con cháu bơ vơ. Đứng lặng trước mộ mẹ hoa phù, không thể tin rằng đã mãi xa. Họ hàng đó ngàn đóa hoa thương tiếc, gọi mẹ hoài sao mẹ vẫn đi đâu. Trời hỡi vì sao giông tố nổi, phải chăng xanh thầm cũng đau lòng. Trước cảnh mẹ tôi lìa dương thế, mây sầu giỏ những giọt mưa trong. Rồi đây những đêm trường vắng lạnh, ai người ra mộ gọi mẹ ơi. Hồn có linh thiêng về chốn cũ, đừng ở nơi này cõi đơn côi. Đau đớn quá mẹ ơi thôi vĩnh biệt, nỗi nhớ thương không nói thành lời. Nuốt lệ vào tim đành im lặng, mỗi đêm buồn con lại gọi mẹ ơi. Mẹ ơi, cánh hạc vân du, thiên thu vĩnh biệt, đất trời cách ngăn. Ước mong gặp mẹ một lần đoàn tụ quây quần yêu thương. Hương thơm đặt tại mộ người nhớ biết thời nào quên. Ân sâu nghĩa nặng báo đền, chúng con mãi mãi sẽ ghi tạc lòng.